Hôm nay ngày 29 tháng 6 năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc Hoàng Mai thành phố Thủ Đức tổ chức lễ công bố chính thức ra mắt. Tham dự sự kiện có đại diện Hội đồng Hoàng Mai thành phố Hồ Chí Minh, ông Mai Quốc Bình Chủ tịch, ông Mai Xuân Bình Phó Chủ tịch Thường trực, ông Mai Xuân Quang, ông Mai Đình Kiêm và một số ủy viên Ban Thường trực Hội đồng. Đến dự hội nghị còn có đại diện các Ban Liên lạc Hoàng Mai quận khu vực Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 7, quận Phú Nhuận, quận Bình Tân và các thành viên Ban Liên lạc Hoàng Mai thành phố Thủ Đức. Ngoài ra còn có sự tham dự của các đại diện Hội Doanh nhân Hoàng Mai Việt Nam, Hội Doanh dân Hoàng Mai thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện, ông Mai Thanh Bình, trưởng Ban Liên lạc Hoàng Mai thành phố Thủ Đức đã khái quát quá trình hình thành và hoạt động của Ban Liên lạc trong thời gian qua, đồng thời đưa ra các phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Sau khi thông qua cơ cấu tổ chức Ban Liên lạc, Hoàng Mai thành phố Thủ Đức đã giới thiệu về các ủy viên, qua đó sẽ xây dựng một tổ chức Ban Liên lạc có hệ thống bài bản và thiết thực nhằm tạo ra giá trị cho con em Hoàng Mai tại khu vực, tạo tiền đề phát triển các Ban Liên lạc khác trong thành phố Hồ Chí Minh. Sau lời phát biểu của ông Mai Thanh Bình, ông Mai Quốc Bình Chủ tịch Hội đồng Hoàng Mai thành phố Hồ Chí Minh đã trao quyết định chuẩn y cho Ban Liên lạc Hoàng Mai thành phố Thủ Đức. Cơ cấu gồm 11 thành viên, trong đó ông Mai Thanh Bình giữ nhiệm vụ trưởng Ban Liên lạc. Sau khi trao quyết định, Ban Liên lạc Hoàng Mai thành phố Thủ Đức đã mời các thành viên ra mắt. Tiếp theo là lời phát biểu của ông Mai Quốc Bình Chủ tịch Hội đồng Hoàng Mai thành phố Hồ Chí Minh. Ông Bình đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Liên lạc thành phố Thủ Đức trong suốt thời qua, động viên tinh thần và nhắn nhủ Ban Liên lạc Hoàng Mai Thủ Đức cần bắt tay ngay vào thực thi các nhiệm vụ cần thiết, phát huy vai trò và thực hiện những việc làm thiết thực giúp tạo động lực để anh em Hoàng Mai trong khu vực phát triển. Trong lời phát biểu, Chủ tịch Mai Quốc Bình nhấn mạnh, Ban Liên lạc Hoàng Mai thành phố Thủ Đức là bước đệm để triển các ban liên lạc còn lại, góp phần xây dựng Hoàng Mai thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ hoàn thành các nhiệm vụ của hội đồng trong thời gian tới. Cụ thể là, thực hiện công tác khuyến học khuyến tài, hỗ trợ thực hiện công tác Đại hội Doanh nhân Hoàng Mai thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có nhiệm vụ chung của toàn hội đồng là thực hiện sớm việc triển khai xây dựng đền thờ Hoàng Mai phía Nam. Sau lời phát biểu của Chủ tịch Mai Quốc Bình cũng có thêm một số phát biểu của thành viên Ban Liên lạc Hoàng Mai thành phố Thủ Đức. Với sự tâm huyết nhiệt thành, các thành viên Ban Liên lạc quyết tâm xây dựng Ban Liên lạc Hoàng Mai thành phố Thủ Đức đoàn kết, phát triển vững mạnh. Cuối cùng là lời phát biểu của đại diện Hội Doanh nhân Hoàng Mai Việt Nam, bà Mai Thu Huyền cũng bày tỏ nguyện vọng cùng Hội đồng Hoàng Mai. Với kinh nghiệm trong công tác truyền thông và thuận lợi trong các công việc quốc tế, mong muốn kết nối rộng rãi hơn các thành viên Hoàng Mai không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước trên thế giới, bằng các phương tiện thông tin hiện có và lợi thế của tính chất công việc thường xuyên ở nước ngoài. Cuối cùng, bà Mai Thu Huyền gửi lời chúc mừng đến các thành viên Ban Liên lạc Thủ Đức, chúc sức khỏe toàn thể các thành viên có mặt trong sự kiện hôm nay. Cũng trong buổi sáng nay, Hội đồng Hoàng Mai thành phố Hồ Chí Minh đã trao quyết định thành lập các ban chuyên đề nhằm thúc đẩy và cần thực hiện khẩn trương, bao gồm Ban Khuyến học Khuyến tài, Ban Tổ chức Đại hội Doanh nhân Hoàng Mai thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kiến thiết xây dựng đền thờ Tổ Hoàng Mai phía Nam. Chủ tịch nhắc nhở các bộ phận các ban cần phối hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất. Tránh tình trạng nói nhiều làm ít, phải thực sự có trách nhiệm và phải hết sức thiết thực, tạo được ý nghĩa và giá trị đối với cộng đồng Hoàng Mai thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Hoàng Mai Việt Nam nói chung. Khởi nguyện Hoàng Mai chúng ta có từ lâu đời, thời kỳ hùng vương lập nước 4.000 năm trước, hào khí Hoàng Mai xứ danh truyền qua bao đời, chuyện tích qua dư hấu dưa giảng danh tên người, tộc nguồn tổ tiên được khởi nguyên từ mái thiêm quân duyên ý trời. Họ Mai Việt Nam chúng ta cắt đường muôn đời, dòng tộc
Nam hào khí thiên rồng lừng lẫy truyền nhân nối ngôi dòng dõi lạc hồng. Là bài trường ca dù trải qua nhiều thiên biến vẫn mãi vang xa. Tộc sức chia đoàn kết nhau, tuy tha hương vẫn nhớ về, vẫn hướng về nguồn cội tổ tiên. Giảng danh tên người tộc quần tổ tiên được khởi nguyên từ mái ăn kiếm quận duyên đi trời. Họ Mai Việt Nam chúng ta cắt đường muôn đời, dòng tộc mệnh danh mực thước tâm lòng yêu nước. Hào khí tộc Mai nước Nam hào khí yên rồng lừng lẫy truyền nhân nối ngôi dòng dõi lạc hồng. Là bài trường ca dù trải qua nhiều thiên biến vẫn mãi vang xa. Ai là họ Mai đều ung dung tự hào, đùm bọc sức chia đoàn kết nhau, tuy tha hương vẫn nhớ về, vẫn hướng về nguồn cội tổ tiên. Tuy tha hương vẫn nhớ về, vẫn hướng về nguồn cội.